cái nào ngon hơn? Ngon hơn. Cái này ngon hơn. Yeah. Cái này ngon hơn. Chồng mình nói là cái nhân thập cẩm này sẽ ngon hơn cái nhân thập cẩm này nha cả nhà. Ngon lắm. Ngon lắm. Đó, ngon quá. Thêm ai? Ta. Vài cô mẹ. Chú Lucas muốn kéo mày. Ôi giời. Hi, xin chào cả nhà nha. Ngày hôm nay á là mình sẽ cho cả gia đình của mình ăn một loại bánh. Có nghĩa có lẽ là ở Việt Nam mình đã qua cái Tết Trung Thu rồi, nhưng mà mẹ mình kiểu gửi bánh Trung Thu cho mình khá là trễ á cả nhà. Đây là cái bánh Trung Thu mà mẹ mình gửi qua để mà mời cả nhà chồng ăn thử. Do là không còn nhiều bánh và cũng như là bánh Trung Thu nó cũng cần phải có hạn sử dụng á cả nhà, nên là không thể nào gửi nhiều được. Có cái thì hạn sử dụng có thể sử dụng được, có cái thì nó khi mà qua đây thì nó sẽ hết hạn sử dụng, nên là mẹ mình chỉ chọn cái có hạn sử dụng tới tháng 10 đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ cắt thử bánh Trung Thu cho cả nhà chồng mình ăn thử nha. Thì là bánh Trung Thu của Việt Nam nha, nó có hai vị. Đây là cái mà mình đang cầm, đó là vị thập cẩm nha cả nhà. Lâu rồi mình mới ăn lại bánh Trung Thu á. Mình về Việt Nam vào năm 2022 thì khi đó mình có ăn được bánh Trung Thu rất là nhiều, mà khi đó thì chồng mình chưa có qua nên là cũng chưa có ăn thử cái bánh Trung Thu. Đây là bánh Trung Thu của Việt Nam mình nè cả nhà. Đây. Lý do mà mình nói bánh Trung Thu á cả nghìn đô là bởi vì cái vé máy bay từ Việt Nam mà đến Brazil đó là nó hơn 2.000 đô nha cả nhà. Vì vậy á, để có được bánh Trung Thu này á, cái vé máy bay nó cũng mắc lắm đó. Và đây là một cái bánh Trung Thu nữa. Đây. Và cái bánh Trung Thu này mình không biết là nhân gì đây nữa. Đó, hai cái nè cả nhà. Đây là hai loại khác nhau nha, hai loại bánh Trung Thu nhân khác nhau. Bây giờ mình sẽ cho cả nhà chồng mình ngửi trước rồi sẽ ăn sau nha. Vậy rồi. Bây giờ là mình sẽ cho nhà chồng mình ngửi trước nha. Say ra. Ê. Cái liêu say ra mày, bố say say ra. Ồ, say bố à. Nossa, Maria. Cheirado. Ah, abrir a porta. Ih, say ra. Muito bom. Muito boa. Muito boa. Que say ra? Oi. Say ra, de boa eu corta. Alô, vem agora. Deixa eu ver esse. Cheiroso. Cuidado, meu. Cuidado com seu cheiro. Nossa. Tem esse tem Tem ovo. Quer ser? Dois diferentes. Muito diferente. Quer ser a vidas? Đó rồi, bây giờ là mình sẽ đếm đầu người coi bao nhiêu rồi mình chia ra. Tại vì nhà chồng mình khá là đông người, nhưng mà ít bánh quá nên là sẽ cắt nhỏ ra chia ra mọi người. Con khải yêu xe ra. Rồi, Mariana, phải là. Bây giờ là mình sẽ cắt bánh Trung Thu nha mọi người. Do là nhà chồng khá là đông đó nên là mình sẽ cắt đây là bánh Trung Thu nhân thập cẩm nha. Đây, cận cảnh bánh Trung Thu nhân thập cẩm. Còn cái này thì mình không biết là nhân gì nha cả nhà. Bây giờ mình cũng hồi hộp quá đây nè. Hình như cũng nhân thập cẩm tại vì mình thấy rất là cứng nha mọi người. Đây, cũng là nhân thập cẩm luôn. Thì bây giờ là mình sẽ cắt nhỏ ra để là coi là mọi người, mà gia đình chồng mình sẽ cảm thấy là hương vị của cái bánh Trung Thu nó như thế nào nha. Đây là hai cái khác nhau đó. Khi mà mình cắt cái bánh này ra thì mình tưởng nó là nhân đậu xanh, nhưng mà không phải, cũng là nhân thập cẩm luôn. Nhưng mà hai loại thập cẩm nó có cái mùi vị khác nhau hoàn toàn nha cả nhà. Thì cái này là nhân thập cẩm gà quay, còn cái này là nhân thập cẩm gì mình cũng không biết nữa. Mình cũng không rành nữa cả nhà. Nhưng mà nó có như rất là nhiều hạt.
Bây giờ là mình sẽ mời cả nhà chồng mình ăn thử nghe. Tá bom, agora agora para a vovó, vovó nè. É sim. Ah, que delícia. Muito bom. É você. Bem, sim, legal. Agora para cho anh rể mình sẽ cho ăn thưởng thức từng cái nha cả nhà. Moon cake. Moon cake. À, tem ovo, você come? Tem muito, ai. Pega ovo, come. Lega. Sim. Não, come, come. Ovo. Ovo doce, meio salgadinho. Salgadinho, sim. Ovo salgadinho. Vem dentro dele. Você gosta? Ok? Rồi, cho Isabela thử nè. Cadê, cadê Mariana? Mariana vem. É um bolinho. Você gosta? Gostei. Vậy là Isabella thích nha. Đây, bánh trung thu thập cẩm nha cả nhà. Bánh trung thu thập cẩm. Bé gà ovo cô mè Isabella. Esse é ovo? Sim. Esse é ovo. Esse não gosto. Não gosto, né? Ovo, você não gosta. Ai, Samuel quer agora? Ovo é salgado. Não. Não. Caninha. Caninha não tem, con. Esse não tem caninha. Esse é bolo, Samuel, né? Carninha não. Não tem caninha. Ah, vai, vai lá tio Daniel dar caninha. Ai, olha, bây giờ dá, cho Vinícius e a Angelina, né? Ah, não. Vinícius, sao? Não. Bom. É, Ana Angelina, vou com você. Vamos lá. Por favor, por favor. Para você, para você. Não gosto muito. Chão, chão. Từ trong, từ từ, trong, trong, từ từ. Trong, từ từ, tá lá na roça. Mamãe gosta? Gostei. Andi. Muito bom. Ai, Yep. Esse? Sim, pega tudo você quer. Que delícia, bolo com carne. Perigoso, perigoso. Pega ovo junto. Perigo, tá comendo aqui. Cuidado. Perigoso. Mas eu acho que ovo, não, sim. Só que o ovo é salgadinho. É, sim. Ovo salgadinho. Não, não, é gostoso, eu gostei. Andriel, Andriel. 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 Thử đi. Quer mais, mais? Eu quero. Ah, chồng, chồng. Ai, giờ là mẹ chồng mình muốn ăn thử cái nữa. Siêu, xe kè rồi. Con, ta vào. Rồi, giờ cho chồng mình ăn thử. Botar o ovinho. Não gosto. Não gosto, faz lá, não gosto, não tem problema. Você gosta? Com você, amor. Espera, 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 espera esse, espera. Esse você gosta? Não, não. Lembra daquele? Não, 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 não. Eu gosto daquilo. Quer mais? É bom, eu gostei. Tá, vai comer. Seu Lucas não quer, mãe? Ai, 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 não quer esse de frente. Esse frente? Sim, de frente. Vai, vai, velho. Esse eu não comi. Qual você gosta? Esse e esse? Qual você gosta, Pedro? Você gosta esse? Pedro gosta esse. Tchau, Andy. Ah, tchau, Andy. Ah, tchau, Andy. É. Chị chồng mình ăn thử nè, chị chồng mình ăn thử. Ngon hơn. Cái nào ngon hơn? Ngon hơn. Cái này ngon hơn. Yeah. Cái này ngon hơn. Chồng mình nói là cái nhân thập cẩm này sẽ ngon hơn cái nhân thập cẩm này nha cả nhà. Esse qual você gosta?
A Isabela, como era? O cavalo atropelado? Parece que quem tá responsável por ele é o Ju. Essa eu como é? Deve ser salgado. Carninha, é. Toma, gostoso do burro. Gosta? Eu vai comer. Ali, ali. Não entendi. Não entendi. Não, Ju. Aí a maná quer ganhar. Esse tá difícil de... Não precisa identificar, não. Não. É, tem muito linguiça. Tem algum mato. Gostoso, é bom. Mas eu não entendi. Esse linguiça é mais bem. Olha a Luísa. É. Mariana. Porque você não entende, cara. É um sabor tão diferente. Não, esse linguiça é mais. Não. É bom. Gostei mais daquele. Não, esse... não, aquele desse. É bom pra caramba, mas eu gostei mais desse. Eu também gostei mais desse. Esse aqui é bem? Ah, next. Não, não é mérito. Esse é melhor? Nenhuma. Só prova. Tá muito grande. Não quero, não. É muito grande. Não, é grande. É pedaço. Bem alto, mãe. É de delícia, mãe. Bom. Daniel comeu esse? Bom. Daniel! Come esse. Esse é muito delícia. Esse é mais gostoso. Que delícia, André. Viu? Tchau, tchau, rei, não dá pra comer. Não, tá bom. Ah, cadê aí? Vinícius, quer comer esse mais? Não! Esse outro, de frente. É Eliana. Ah, bây giờ là con anh rể mình nha. Mình sẽ cho anh rể mình ăn thử cái này. Thôi, chồng mình muốn ăn một cái nữa nè. Segura, amor, segura para ele. Vamos ver. Mamãe, quer chá? Quero uma caixa. Hã? Quero chá. Calma, Vinícius. Mamãe, eu quero chá. Isabela, bote ajuda a dar chá para ele. Aqui. Aqui. Cadê seu copo? O bom é você gosta desse? Eu gosto desse. Chồng mình nói cái bánh này là của người Pháp. Nhưng mà thật sự đâu phải của người Pháp đâu, tại chồng mình không biết thôi. Daniel, você gosta? Mamãe, você quer mais, mãe? Você gosta qual, amor? Gosta desse? Você gosta desse, pai? Lucas, quer água? Tem nós, né? Cả nhà ơi, thì ngày hôm nay mình cũng đã cho cả gia đình bên chồng mình ăn thử bánh trung thu của Việt Nam rồi nha. Thì nói chung là mỗi một cái hương vị thập cẩm nó sẽ, mỗi một cái thập cẩm á, thì nó sẽ có một cái hương vị rất là khác nhau. Và hầu như là mọi người cảm thấy rất là thích với cái bánh trung thu của Việt Nam mình. Thì mình cũng kết thúc video này tại đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Mình rất là vui khi mà được chia sẻ những món ăn của Việt Nam đến với gia đình bên chồng mình. Bye bye và xin chào tạm biệt cả nhà. Cả nhà đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho cả gia đình nhà sao thật nhiều. Bye bye và xin chào tạm biệt. Say goodbye. Bye bye. Vietnam. Hello. Hola, chào. Ciao. Bye bye.